Mười mấy. Cái này mấy tầng, 8 tầng. Là tầng 7. Dạ. Cái viên này. Ví dụ mình cảnh giờ mình đi bộ có vẽ đi tàu ở đây rồi, mình đi bộ ở đó, mình đi bộ ở đó, xa, mình đi tàu ở đây. Cái khung lửa thì giống Las Vegas thế nào? Dạ. Nó sông bạc. Owen Fullerton nào? Không có. Ôi đẹp quá. Giờ nó xây xong hết rồi nè. Lúc mình đi là nó đang xây dựng. Nó đổi qua nhà dịu dàng, còn bạc còn khu. Mình phải qua bên đó mình mới coi đó. Mình đứng đây mình thấy view toàn cảnh bên kia chỉ thấy phía dưới đúng không? Mà mình thì lại không thấy được cái chi tiết của cái nước. Mình chỉ thấy đèn chiếu ở kia, nước nó cứ phủ bên kia mình nhìn. Còn thứ bảy tuần sau muốn muốn thì canh giờ mấy giờ? Thứ bảy tuần sau 9 giờ, có nghĩa là bắt đầu 9 giờ. Bắt đầu giờ 9 giờ 10 chắc nó bắt đầu 9 giờ. Thì cứ dùng thứ bảy tuần sau thường nó làm 15 phút rồi. Mà chắc là phải qua sớm làm đi mệt. Nhưng mà thứ bảy là cái chương trình nó hay hơn mọi ngày, cái ngày kia thì nó nhạc